xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em thì đây là hai cái mẫu đẩy mà Class D 4 kênh thương hiệu của lưới cao cổ tích. Đó là LT5000 và LT3600 anh em nhé. Class D nhưng nó không sử dụng đó là nguồn xung, mà nó sử dụng đó là nguồn biến áp xuyến tròn đồng anh em nhé. Với mẫu LT5000 giá hiện tại là 12 triệu và 1200W cho một kênh ở trở kháng 8 ohm. LT3600 900W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm anh em nhé. Về thiết kế bên trong thì hai con cục đẩy này nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về những cái thông số, những cái trị số của những thiết bị nâng cấp về công suất như nguồn, như các con MOSFET, như những cái tụ. Thì con LT5000 công suất lớn hơn thì nó sẽ là to hơn và trị số của những dòng thiết bị đó nó sẽ cao hơn so với LT3600 anh em nhé. Hai dòng này thì bên em bán thì sẽ hỗ trợ phí ship toàn quốc cho anh em để anh em có thể chơi. Nên có thể mở nội thất một chiếc ra thì anh em cũng biết còn đó là cái còn lại nó sẽ nội thất nó sẽ như thế nào anh em nhé. Vì như em nói rồi, cái cơ bản là nó sẽ giống nhau. Cái cơ bản là nó sẽ giống nhau về cái thiết bị linh kiện bố trí bên trong. Thì đây là LT5000, anh em thể nhìn thấy biến áp của LT5000 anh em nhé. Nó rất là lớn, nó rất là bự luôn, vì con này nó là 1200 anh em nhé. Đấy, nó là 1200 ở trở kháng 8 ohm. Anh em nhìn cái nguồn nó có bự không ạ? Đấy, cả cái thiết kế bên trong này luôn, anh em nhìn thấy cái nguồn này nó có to không ạ? Đấy, 1200 anh em nhé. Đấy, 1200W, nguồn dây đồng nó quá là khủng luôn cho anh em rồi, đúng không ạ? Và với LT3600 thì nguồn nó sẽ nhỏ hơn một chút anh em nhé. Nguồn sẽ nhỏ hơn một chút vì công suất nhỏ lên tới 300W một kênh. Thì nguồn nó sẽ nhỏ hơn một chút so với LT5000 như này. Đấy. Những cái cơ bản là nó vẫn là sử dụng đó là nguồn dây đồng anh em nhá. Dây đồng. Dòng này thì Class D nó sẽ bố trí gọn tất cả công suất phần tụ sẽ về một phía luôn. Và nó xếp thành hai tầng. Quạt gió tản nhiệt luôn anh em nhá. Quạt này nó thổi một con thôi. Nó thổi trực tiếp vào những cái thanh tản nhiệt này. Dưới những thanh tản nhiệt này nó sẽ là những cái con MOSFET bù áp anh em nhá. Kích để nó thổi hết đằng sau này. Đây là những cái lỗ hơi đằng sau này. Mỗi một kênh sử dụng lên tới có hai con thôi anh em nhá. Đấy. Và cái tụ của dòng này áp nó ra rất là cao. Tụ đây là 100V anh em nhìn này. 100V và 1000 mF/s. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 con tụ trên hai kênh, dưới sẽ là một vỉ nữa anh em nhá. Và cái con tụ lọc nguồn chính này là 200V và 2200 mW. Anh em nhìn chưa? 200V và 2200 mW/s. 1, 2, 3, 4. Tụ nó rất nhỏ nhưng mà cái thông số của tụ nó rất là khủng luôn. Đúng không ạ? 4 con tụ lọc nguồn chính và 12 con tụ lọc nguồn trên hai kênh. Nó sẽ là lọc nguồn phụ. Và dưới nữa nó có 12 con nữa thì tổng là 24 con tụ lọc nguồn. Và tiếp theo là 4 con tụ lọc nguồn chính. Quá khủng khiếp luôn cho anh em. Có cái mạch bảo vệ rất là tốt do cái mạch Class D anh em nhá. Nó có tự ngắt cho anh em, nếu như chập cháy dây loa nó có thể tự ngắt cho anh em. Tự báo đèn đỏ thì khi đó anh em nó sẽ báo cái đèn Protect này. Anh em tắt đi và anh em tháo dây loa ra là anh em sẽ xử lý rất là dễ thôi, đúng không ạ? Nếu như anh em mà để lâu quá thì không tránh được đâu. Nói rõ anh em luôn, nó chỉ là mạch bảo vệ hỗ trợ cho anh em thôi. Đấy, có khởi động mềm luôn anh em nhá. Có khởi động mềm. Khi mà anh em vặn chiết áp lên, anh em để quên như này, đúng không ạ? Vặn chiết áp cao lên để quên như này. Nhiều dòng đẩy nó không có mạch như vậy, thì mạch khởi động mềm như vậy thì nó sẽ bị rồ luôn anh em nhé, rồ luôn. Nhưng dòng này nó sẽ lên từ từ khi anh em bật, đúng không ạ? Nó sẽ lên từ từ khi anh em bật nguồn lên, anh em không để ý và cái volume này nó cao quá, nó sẽ bảo vệ và nó sẽ từ từ lên anh em nhé. Tiếng nó sẽ nhích to dần lên chứ nó không bị rồ một phát. Nhiều cái dồn một phát thì nó sẽ bị cái tình trạng đó là cháy loa luôn anh em nhá. Loa nó cái độ thò thụt của loa nó không thể nào kịp luôn anh em nhá. Nó giã luôn, nó phát đứt luôn anh em nhá. Đấy, nên con này nó bảo vệ rất là tốt cho anh em có thể chơi. Con trên như nào thì con dưới như vậy anh em nhá. Những cái thông số, những cái chức năng rồi những cái mạch bảo vệ bên trong hai con này nó sẽ như nhau. Đấy. Linh kiện thì rất là xịn sò. Class D thì tiếng của những dòng này cho ra rất hay anh em nhá. Rất hay đấy. Đấy, cực kỳ led và cực kỳ mượt cho anh em, không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Con LT5000 này thì nó là dòng chuyên cho anh em chơi sự kiện ngoài trời hoặc gia đình. Vì sao lại nói vậy? Vì con này nó có thể chơi được full đôi 40 anh em nhá.
có thể chơi full đôi 40, từ 220 có 100, 725 nó để chơi thoải mái. Đấy, và LT3600 thì lại chơi full đôi 30 hoặc là một cặp bát 30 trên một kênh. Đấy, dòng này thì hai dòng này cho anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo. Đều đánh rất tốt và tiếng ra rất hay anh em nhá. LT5000 hay LT3600 thì đều được. 3600 là 9,5 triệu, bên em bao ship. 5000 là 12 triệu, bên em bao ship anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với bên em qua số góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhá. Chào tất cả anh em. Hẹn anh em các clip lần sau.